Đây là video mình thực hiện trước khi Kamen Rider Gacha ra mắt tập 33, nên có thể những Rider xuất hiện trong series của Gacha sẽ không mạnh bằng Rider gốc. Đầu tiên mình muốn nói tới trong 3 thủ lĩnh sẽ tính thế giới của Gacha chính là kẻ sẽ biến hình Kamen Rider Eternal. Eternal là Rider xuất hiện trong movie Kamen Rider W Gaia Memory A to Z. Hắn ta là một Never, một lính đánh thuê, đến thành phố Futo với mục đích tiêu diệt tập đoàn Museum, tạo nên thế giới mà hắn mong muốn. Dẫn dụ Philip và Sotaro đến gặp trực tiếp hắn. Hắn ta đã lần đầu tiên Henshin thành Kamen Rider Eternal để đối mặt với W. Với câu nói đầy tự mãn, hắn ta cũng chính là một Kamen Rider tạo hình màu trắng từ trên xuống dưới với hai ngọn lửa xanh cháy gần như vĩnh cửu. Một bộ áo tròn đen đầy huyền bí cũng như hai phần đai được gắn trên hai phần ngực của hắn. Gương mặt đơn giản kèm với đó là ba chiếc sừng như một chiếc vương miện thể hiện uy quyền của bản thân. Tạo hình đơn giản nhưng cách chiến đấu lại vô cùng phù hợp với Eternal Kasumi Daido. Hắn ta là một lính đánh thuê. Điểm mạnh mẽ nhất của Eternal trong trận chiến với W là khả năng chiến đấu cũng như sử dụng dao. Chiếc Eternal Edge vô cùng điêu luyện của hắn công và không cho W chạm vào cơ thể của mình, dễ dàng nghiền nát tất cả những phơ mạnh nhất của W tại thời điểm đó. Cho dù đó là Fun Joker hay là Extreme cũng chẳng là gì trước sức mạnh hủy diệt vĩnh cửu từ Eternal. Tạo nên sự vô đối của Eternal trong lần đầu debut không phải là sức mạnh đến từ Eternal Edge khi chém ra được những chém năng lượng để tấn công kẻ thù từ đằng xa. Đó là khả năng vô hiệu hóa. Nó dễ dàng vô hiệu hóa tất cả những gai armory từ W, làm cho W cũng như Axel không thể biến hình và chỉ là những con người bình thường trước sức mạnh của một Kamen Rider. Đòn tất sát của Eternal là một cú đá xoay với ngọn lửa xanh bao phủ lên đôi chân của hắn, dán cú đá cực mạnh này để kích liễu kẻ thù. Ngoài ra khi kết hợp cùng với Zone Memory, hắn ta cũng có thể tụ hợp tất cả những Memory từ A đến Z, gia tăng sức mạnh lên mức cực đại, dễ dàng phá hủy tòa tháp Futo chỉ bằng một nhát chém duy nhất.